Nãy giờ đó, giọng ca mà hay nhất thì nếu mà tôi làm giám khảo tôi chấm thì gọi là chấm Anh Tú. Không, cái đó rất công minh, đúng các bạn. Thì cũng có vài lời trước khi mà Sanh hát cho các bạn nghe. Thì đây là lần đầu tiên mình với Tùng là bạn bè lâu lắm rồi, nhưng mà toàn là táo ở trên mạng không không có được gặp nhau. Rồi sau đó thì cứ đi đi về về mà hãy một lần mỗi lần về là toàn là kẹt vô phim. Về từ 5 tháng là hết 3 phim, bỏ túi tiền đi chơi. Vậy thôi. Không ai cùng với mình. Rồi kẹt đến 3 năm thì này mình về hơi lâu. Mình sẽ về đi 10 tháng. Và vừa rồi thì mình vừa hoàn thành xong 6 tập nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ về cổ tích để phục vụ cho thiếu nhi tết này. Và chuẩn bị để lên lịch và đã phụng trang định trang và xong xuôi hết trong cái phim tết vui tươi với tất cả gần 100 diễn viên trong mùa tết này. Chắc có lẽ thì ở đây hôm nay lần đầu tiên nhưng mà mình rất là vui đi trong một cái không gian ấm cúng chặt hẹp nhưng mà với cái tấm lòng thương yêu bạn bè và có sự nối kết cho mình không được ở đây quay thì hôm nay là đầu tiên được hội ngộ các anh chị từ Úc, Mỹ, ở đâu nữa mình không biết, nhưng mà nói chung là cộng đồng người Việt mình sống tại hải ngoại luôn luôn hướng về bà con của Việt Nam. Phải công nhận phải không các bạn? Không ở đâu bằng Việt Nam. Bước ra là có bạn, bước ra là có món ăn, có hai động tô ăn ngon quá trời. Ở bên dạ đúng rồi. Mình qua bến mình ăn toàn là 15 nước ly cà phê rồi này kia, là bỏ trên bàn 2 đồng nữa là 20. Mà trong khi 20 ở đây là nhiều lắm các bạn, 20 ở đây là người ta có thể sống được một tuần liền. Thành ra do đó mà tại sao chúng mình ở về đây sao biết những cái đền ơn đáp nghĩa lo cho con cháu thanh tập rồi này kia rồi chúng ta xài rất là kỹ. Kỹ để chi? Kỹ để dành để cho con cho cháu. Những người lớn tuổi hôm nay không biết là tôi có lớn hơn ai không, tôi năm nay 70, không biết các bạn bao nhiêu. Thì cũng xin có một lần chúc sức khỏe, chúc tất cả các bạn sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Và trong mọi dự định sắp tới các bạn đều thành công tốt đẹp. Ông bạn mình hồi nãy giới thiệu ông đưa mình xuống lên Tây Xanh á, chứ nghĩa là biết tôi hát dở cỡ nào mà cười trời ơi, cái cười này khó chịu quá. Xin lỗi cả tôi đóng kịch đúng là người kia mà cái người nói tôi không sợ, tôi sợ cái người cười. Thằng nó chửi mình không có ghét nó, mà cái thằng ngồi kế bên nó cười cho mình mới ghét. Nãy ngồi dưới cũng nói muốn nói nhiều với các bạn lắm chứ, nói nhiều lắm. Thì mình về đây mình cái tuổi càng cao thì cái tình cảm của mình càng ác lướt các bạn, lướt ác và ác lướt. Tôi nghĩ là tôi nói chuyện các bạn thích nghe hơn là hát, bởi vì tôi hát dở mà tôi biết này, này tôi phải lấy trước mà điểm trước cái nội. Thôi thì chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ tái ngộ thêm. Và trong lúc mà thời gian gì đây xin thương chúc cho các bạn là được toàn tâm toàn ý và về đây mong là các bạn có thể ăn tết ở đây, nếu mà có thể thì sẽ tràn đầy hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn các bạn. Trời, tôi nói dứt xong thoáng quá lúc nào thôi đợi hơn lên rồi thôi. Mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Mãi Mãi Bên Em. Mãi Mãi Bên Em của Jimmy Nguyễn Tâm My. Mới chơi cái tông đơn chẳng buồn khi em xa vắng, tình sâu bao đôi xót xa, và một người đi không trở lại cho lòng ta thêm thương.
còn được gì khi ta đã mất. Dĩ vãng bay xa tầm mây, và một người ra đi cuối trời. Cho cuộc này ta phim thôi.